Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây có lẽ là một cái góc quay dành riêng cho những video mình làm nước hoa theo cái sở thích cá nhân của mình. Có nghĩa là những cái tiêu đề ấy, thì lâu lắm rồi mình mới làm lại cái chủ đề đó là những cái chai nước hoa mà mình thích, mình cảm thấy rằng là mình muốn sở hữu. Trong cái năm chai nước hoa mà mình sắp giới thiệu đây thì sẽ có những cái chai mà mình đã có rồi, nhưng có những cái chai mình vẫn đang đi mượn và mình cũng sẽ cố gắng sở hữu trong thời gian tới. Những cái mùi hương ở đây thì đều là những cái mùi hương ngửi nó rất là đặc biệt và mang tới một cái trải nghiệm cũng như là một cái hương thơm gần như là không đụng hàng với ai cả. Mình thấy rằng là những cái mùi hương này dù các bạn có đi bar hay là các bạn đi đến chỗ đông người, dù là những người sành điệu, chưa chắc các bạn đã ngửi thấy những cái mùi hương này đâu. Và đây cũng là những cái mùi hương khá là unisex, cả nam lẫn nữ thì đều có thể xài được. Và nếu như bạn lần đầu xem video của mình thì hy vọng rằng kênh của mình, video này nó bổ ích và xứng đáng để bạn có thể ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều video hơn. Đặc biệt là mình cũng có hay là những buổi live stream ấy. Còn bây giờ chúng ta vào xem đó là những chai nước hoa nào nha. Mùi hương đầu tiên mà mình muốn giới thiệu ở đây và mình cũng đã từng review qua rồi, đó chính là Lilabo Gaiac 10. Đây, một sản phẩm đến từ nhà Lilabo. Thường thì các bạn sẽ chỉ biết đến Anazio 13 đến Santo Gababa. Nếu như ai thích những cái mùi lạ một tí, các bạn có thể biết đến Robamot, đến Sonoir 29, rồi đến Bergamot 22. Đó đều là những cái chai nước hoa ở trong những cái phân khúc gọi là phổ biến của Lilabo. Nhưng mà nếu như bạn nào chưa biết thì Lilabo còn có một cái line gọi là line Exclusive City, nghĩa là dành riêng cho từng thành phố khác nhau. Thì Gaiac 10 sản xuất riêng cho Tokyo ở Nhật Bản. Những cái chai nước hoa như này nó sẽ bán riêng ở từng thành phố. Bạn phải đến tận nơi bạn mới mua được những chai nước hoa này. Còn phải đến tháng 9 hàng năm thì họ mới bán rộng rãi, mà chỉ bán duy nhất trong tháng 9 thôi. Thì các bạn đã biết là độ đặc biệt của nó như thế nào. Về mùi hương của Lilabo Gaiac 10 ấy, thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy một cái mùi gỗ hơi béo ngậy một tí, khá là sáng, không quá là sắc, có phần hơi ẩm. Ngửi nó mang tới một cảm giác rất là thanh tịnh, nó rất là nhẹ nhàng. Và thực sự thì mùi nó rất đặc biệt và gần như là mình đã ngửi qua cũng khá là nhiều nước hoa mà mình chưa thấy mùi hương nào làm giống được Lilabo Gaiac 10. Và nếu như để dễ hình dung ấy, thì mùi hương này nó là một cái sự kết hợp giữa Santo 33 và Anazio 13. Santo 33 thì các bạn lại thấy là một cái mùi gỗ khá là rõ, có phần hơi cứng cáp và khô. Còn ở đây thì mang cái nét gỗ, nhưng mà cái nét gỗ ở đây thì mình cảm nhận nó là những cái gọi là những cái mùi gỗ non tươi đó, và nó có những cái nét béo ngậy cũng giống ở Anazio 13, nhưng mà nó được làm mềm mại đi, nó được làm kiểu giảm cường độ đi. Đó mại là thực sự cái mùi hương này ấy, mình đã cho rất nhiều người ngửi và chưa thấy một ai chê về Lilabo Gaiac 10. Nên là nếu như có dịp thì các bạn hãy thử qua em nó. Giá của em nó thì chắc chắn là cũng sẽ đắt hơn rồi, nó bằng chắc là khoảng gấp đôi chai Anazio 13, gấp đôi Santo 33. Nhưng mà thực sự mùi hương nó nhận lại, các bạn thấy là nó cực kỳ khác biệt. Và có một cái điều nữa mình cảm nhận từ những cái sản phẩm Lilabo phiên bản ở thuộc cái Line City này, nó mùi hương mặc dù nó được làm rất là mỏng, rất là đơn giản, nhưng mà mùi lúc nào nó cứ luẩn quẩn, nó cứ quấn quýt ở trên da vậy. Mình đã từng thử qua như là Byro này, mình đã thử qua Citrat 37, mình đã thử qua Citron, thì mình thấy một cái điều rằng cái Line City của Lilabo họ làm mùi cực kỳ nhuần nhuyễn và nó có cái cảm giác nó bám tỏa khá là tốt, nó cứ nhẹ nhàng mơn trớn ở trên da. Và nó xuất hiện vào những lúc mình thực sự không ngờ tới. Mình có một cái câu chuyện là mình muốn chia sẻ về Gaiac 10. Đó là mình đã từng mua chai này full và mình chiết cho một số người quen. Thì mình có chiết cho một anh làm sale ở Porsche. Thì anh ấy có xịt cái mùi hương này. Anh ấy bảo ngửi một phát tích luôn và tất cả mọi người đều thích. Đến bây giờ khi mà anh đã dùng hết lọ chiết rồi, có nghĩa là anh còn xịt đi ngủ, xịt lên chăn, lên gối. Thì đến bây giờ hết lọ chiết rồi, anh ấy rất là muốn để có thể tìm được mùi hương đấy và nói mình là Kiên ơi, anh nhớ Lilabo Gaiac 10 quá. Thì đó là một câu chuyện rất là vui mà các bạn biết rằng là mùi hương này nó tạo đến sự kiểu hấp dẫn, sự nhung nhớ như nào nếu như các bạn lâu không xịt. Có những ngày mình đi về mà mình đi cả ngày, mình về mình cứ ngửi trên áo, mình cảm giác là mình cảm thấy cả một ngày đấy mình bao nhiêu áp lực mình sẽ bị xua tan đi hết ấy. Một phần là vì cái giá đắt, nhưng mà về cái phần mùi hương nó cũng rất là đặc biệt.
là nếu như được thử một sản phẩm của Lilabo, đây là một cái sản phẩm mình khuyến khích rằng là các bạn nên mua. Và nếu như chọn một chai nước hoa duy nhất của Lilabo thì chắc chắn mình sẽ chọn cái hạng 10. Nó cùng nhau đến mùi hương số 2, đó chính là Kinski by Kinski. Một cái mùi hương mà có lẽ hơi trái ngược với Lilabo gai hạng 10. Em này thì mình đã có một cái video review rồi. Và trên tay mình đây là một chai full. Sau khi hai con bạn mình là Thanh và Hương quay cái video Giáng sinh xong thì nó cũng có thử qua mùi hương này. Và có một điều là hai đứa nó nói với nhau là chắc chắn đây là mùi hương nó phải mua. Và đây, nguyên hộp, nguyên siêu. Mua mà nó còn chưa chiết ra được, tại vì chai này nó cũng hơi khó chiết một tí. Hai đứa nó mua về, mua full về và cưa nhau trên nước hoa này. Thì các bạn đã biết là mùi hương nó gây được sự ấn tượng như thế nào. Như mình đã review thì Kinski này là một chai nước hoa. Thứ nhất nó thuộc một cái brand, nghĩa là một brand này chỉ làm duy nhất một mùi này thôi. Và cái mùi hương này là mùi của cần sa. Nó không phải là một cái mùi cần đã thành phẩm mà nó là một cái mùi cần tươi. Nó rất nhiều khói, nó rất là ẩm ướt, nó rất là bẩn, nó rất là bệ rạc. Đó lại là một cái mùi mà các bạn ngửi thì nếu như bạn nào thích cần ấy, các bạn ngửi những cái gói cần ấy, mà nếu như đừng ngửi cần tươi như nào ấy, thì hay là những cái loại cần cao cấp ấy, thì cái mùi hương này nó giống y hệt như thế. Ngửi ở vòi thôi thì mình đã thấy một cái mùi khét khói rất là rõ rồi. Và em này thì chắc chắn một điều rằng mùi nó cũng sẽ chả đồng hàng với ai cả, trừ khi là các bạn chơi một hội toàn hút cần, là mùi cần bám trên quần áo cũng không được lâu. Mà em này thì nó mang tới một cái sự cuốn hút, đặc biệt là trên da các bạn nữ. Em này có mùi khói cực kỳ đặc biệt luôn, nó cực kỳ là thu hút. Nó chỉ có duy nhất một cái điều hơi hạn chế về Kinski này, đó chính là về cái độ lưu hương của nó. Trên da mình thì nó rơi được tầm 6 đến 8 tiếng, trong khoảng tầm đấy nó xê dịch. Nhưng mà trên da các bạn mình thì nó chỉ được tầm 6 tiếng thôi. Nhưng mà mùi hương trên da nữ nó cực kỳ đẹp, nó lên cái nét khói mà mình ngửi mình cứ bị cuốn mãi. Tại sao da của mình không lên được như vậy? Là nếu như bạn nào thích một cái phong thái nó đặc biệt, nó hơi có cái chữ dị. Cái chữ dị là chữ dành cho Kinski. Và theo cái xu hướng kiểu hơi kiểu low key này, rồi underground, kiểu là những cái xu hướng kiểu đặc biệt, kiểu không đụng hàng, kiểu cũng không muốn ai biết tới mình cả, nó có cái chút kiểu chill, thì các bạn nên thử qua mùi hương của Kinski. Một cái mùi hương cũng rất đặc biệt, xứng đáng. Và mình nghĩ là nếu mà những chai nước hoa nào nói là có nốt hương cần ấy, thì mang ra đây bơi với em này không có tuổi luôn. Quá chuẩn luôn. Mùi hương tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn, mà mình cũng đã khoe rất là nhiều trên Facebook cũng như là trên cái phần cộng đồng ở YouTube, đó chính là Follow của Kerosene. Thì đây là một trong những cái mùi hương thuộc một cái brand. Brand này thì là một cái brand indie, có nghĩa là sản phẩm của họ không phải ai cũng có thể mua được. Mặc dù là các bạn có thể lên web các bạn order, nhưng mà nhiều khi không có sản phẩm, họ hết là họ không bán nữa, họ vui thì họ lại sản xuất. Nên là những cái sản phẩm này thì rất là khó để có thể mua. Và có lẽ là chai Follow này là chai, chắc là nếu mà tính ở Việt Nam thì nó chắc chỉ đếm được ở trên, gọi là chắc tầm, chắc không biết là được liệu được 50 chai quay đầu không. Thì cái mùi của Follow mình đã nói rất là nhiều ở trên những cái buổi livestream cũng như là trên Facebook của mình. Đây là mùi cà phê. Nếu như những bạn nào thích mùi cà phê thì các bạn phải thử qua Follow. Và Follow là một cái mùi cà phê được giới nước hoa ở Việt Nam cũng như là nước hoa ở thế giới công nhận là một trong những cái mùi cà phê đỉnh nhất thế giới. Đó, nghe đến đây thôi các bạn đã biết là độ ngon nó như nào không? Khi các bạn xịt cái em này này thì các bạn sẽ nhận thấy mùi, không, nhận thấy một cái khung cảnh. Cái khung cảnh ở đây là cái khung cảnh khi các bạn bước vào những quán cà phê mà người ta đang rang cà phê vậy. Một bên thì các bạn sẽ ngửi thấy là mùi khói cà phê lên này, cái mùi gọi là người ta rang cà phê. Một bên thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hơi ẩm ẩm của bã cà phê. Đó, một cái mùi đúng như là các bạn đi vào một, những cái hàng cà phê vậy. Và nếu như mình ngửi ban đầu ấy, nó có hơi giống mùi cà phê đen, nhưng mà nó có khói trong này, nó có lên cái nét smoky khá là nhiều. Và sau đó thì khi mà dry down ấy thì mùi hương nó không biến chuyển quá là nhiều. Đó là cái lý do mà mình thích. Tại vì thường những cái chai có nốt hương cà phê trong nước hoa ấy, họ làm khá là kiểu hời hợt, nó chỉ xuất hiện trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Em này thì nó duy trì từ đầu tới cuối gần như là một cái mùi như vậy. Sau thì chỉ lên thêm một cái chút ngọt. Nó giống như những cái viên kẹo Cobico ấy. Mình không biết là cái đúng cái đấy không, nhưng mà Cobico màu đen ấy. Đó, và khi các bạn ngậm vào
nó có cái xu hướng hơi kiểu hơi kẹo, cái xu hướng hơi sát một tí ở trong của follow, làm mình liên tưởng đến kẹo đấy. Hoặc là các bạn có thể liên tưởng nó như kiểu là một cái cốc cà phê cacao hay là cái cốc cà phê sữa vậy, một cái mùi cà phê mà như ông nào mà hôm trước có mua chiếc chai này ấy, thì hãy bình luận lại xem cảm nhận như nào. Em này thì không phải là quá là ngọt, nó gần như là một cái mùi thuần cà phê, một cái mùi cà phê nguyên chất rất ngon. Độ tỏa hương của nó cũng khá là tốt. Về cái độ lưu hương thì nó chơi ở tầm chắc sấp xỉ tầm 8 tiếng trên dưới một tí. Em này thì hôm trước mình có chiết cho một người bạn, thì mình có chiết mình cũng bị bắn ra bàn ấy, tại vì lâu lắm rồi mình không chiết, nên là khi bị bắn ra bàn thì mình có lau đi, nhưng mà trên cái khăn mà mình lau đi, cái khăn đời kia mình lau đi đến tận bây giờ là 4 ngày rồi thì mình vẫn có thể ngửi thấy mùi của em nó. Trời ơi, vào phòng nó như kiểu là đi ra một cái tiệm cà phê vậy. Thực sự mùi rất là đỉnh. Mùi hương tiếp theo mình muốn giới thiệu tới đó là đến từ một brand, đó chính là Les Liquid Imaginary. Mình đọc tiếng Anh hơi ngu. Đây là Doom Rosa. Thực sự nếu như trong năm chai nước hoa mà mình sắp mua, mình đã có Follow, mình đã có Gag 10, Kinski chắc là sẽ mua thôi. Doom Rosa sẽ là một cái mùi hương nó sử dụng để đi đến những bữa tiệc thực sự là sang trọng. Nếu như những bạn nào mà thích đi đến những cái bữa tiệc mà người ở đấy người ta uống champagne, người ta uống những cái loại vang, rồi các bạn sẽ thấy rằng là mặc theo những cái bữa tiệc như kiểu ở châu Âu ấy, nghĩa là người ta mặc những cái bộ tuxedo, những cái bộ vest, còn người phụ nữ thì sẽ mặc những chiếc váy kiểu xòe dài gọi là lả lướt ở dưới đất. Thì đây chính là mùi hương dành cho những cái dịp như vậy. Ngửi ở đầu gói ấy, thì các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi châm banh sủi. Nhưng mà nếu như mà các bạn chưa hình dung được thì các bạn chỉ cần nghĩ đến cái việc đó là các bạn rót những cái ly bia ở trong những cái thùng bia tươi ra, thì các bạn sẽ thấy là cái ga nó sủi lên. Mùi ở đây nó y hệt, nhưng mà dễ hình dung hơn đó là mùi của những cái ly châm banh các bạn bật nắp ra, nó sủi lên xong rồi nó có được ướp lạnh vậy. Thì mùi hương ngày ban đầu nó đúng như vậy. Thực sự mình rất bất ngờ, mình ngửi em này chắc là đến bây giờ cũng phải được tầm hơn 2 năm rồi. Và có lẽ là đây là một cái mùi làm về rượu, đặc biệt là làm về champagne, nó đỉnh nhất, nó giống nhất. Gần như mình chưa ngửi được mùi nào nó mang tới một cái cảm giác kiểu đúng như là đang kiểu một thằng nó bật cái ly một cái chai champagne nó bắn vào mặt mình vậy, y hệt như vậy luôn. Em này mà xịt kể cả mùa hè cũng rất là ổn, kể cả mùa đông cũng ổn, tại vì cái vai ở đây là một cái vai khá là lạnh. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng hồng xuất hiện. Hồng ở đây thì nó không kiểu ồ ạt, nó không kiểu như kiểu một triệu đá hồng đâu, mà đây chỉ là những cái cánh hồng mà người ta tách từ những cái bông hồng ra, người ta ướp trên những cái khay đá mà người ta ngâm rượu ấy. Đó, hồng chỉ là điểm xuyến, nó làm cho cái mùi hương có xu hướng mềm mại thôi. Và nó có cái nét kiểu sang trọng cũng như là nó thanh lịch hơn, chứ nó không kiểu quá là nghiêm túc. Đấy, cái mùi hương này nó không làm cho chúng ta như kiểu chúng ta đang đi dự những cái buổi họp, những cái buổi họp đại biểu, đại hội cổ đông, hay là đến những cái bữa tiệc nó quá là xa lạ. Mà ở đây thì hồng nó làm cho cái mùi hương trở nên gần gũi hơn. Cái nét sang trọng nó vẫn giữ được, nhưng mà nó không bị kiểu đẩy đi, nó quá là nghiêm túc, nó khiến mình như kiểu là đang là chủ của bữa tiệc. Và gần như là tất cả những cái vị khách ở đây thì tất cả đều là những cái người quen của mình vậy. Nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hồng, đặc biệt hồng đi với champagne, thì các bạn phải thử qua em này. Độ bám tỏa thì em này tỏa rất là tốt, nó rơi vào tầm một cánh tay quay đầu nhá. Và cái độ lưu hương của em nó thì chai này mình thử, chai này mình mượn của một người em, thì nó lưu ở trên da mình tầm hơn 8 tiếng, rất tốt. Và đặc biệt là mùi nó, kể xịt vào những ngày trời nóng nó cũng không bị khó chịu, và trời lạnh thì nó cũng rất là ok ấy. Đây là một cái mùi khá là hiếm hoi nếu để đáp ứng những cái nhu cầu mà các bạn đi vào nhiều dịp khác nhau, những cái dịp sang trọng ấy. Một cái mùi hương mà mình rất vốt cho các bạn nếu như các bạn thích một cái mùi hồng độc lạ, hồng và châm bay, Doom Rosa. Cuối cùng thì là một cái sản phẩm đến từ nhà Baedo, đó chính là Unnamed. Các bạn thấy không? Không có một cái chữ gì luôn ngoài Baedo và EDP. Thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái sản phẩm của nhà Baedo ấy, nếu mà tùy trên nước hoa thì họ sẽ ghi là Rome, No Man's Land, rồi rất nhiều tulip, liệu các thứ, rất nhiều những cái tên khác người ta sẽ ghi ở đây. Nhưng trên nước hoa này nó không có gì cả.
Và nó trong cái bóc của nó ấy, thì nó có một chiếc bút và nó có một cái bảng chữ cái. Các bạn có thể dán lên đây tùy các bạn. Nghĩa là theo những gì mình đọc là có nghĩa là các bạn cảm nhận mùi hương như nào thì các bạn thể tự đặt tên cho nó. Cái này thì là một cái rất là hay và có thể mùi hương của An Nêm nó không quá là độc đáo, nhưng mà riêng về cái phần thiết kế thì mình nghĩ là đây sẽ là một cái cực kỳ là khác biệt với tất cả những cái chai nước hoa ở trên thị trường. Giá của em này thì nó cũng tầm 4 triệu hay là 5 triệu gì đó. Và nếu như các bạn đi mua để tặng ấy, thì các bạn có thể bảo với người mà được tặng là dán tên bạn lên đây, dán ngày sinh nhật hay là dán bất cứ một cái dịp nào đặc biệt về mùi hương này các bạn dán lên đây. Còn về phần mùi hương thì nhiều người nói rằng là trên da mỗi người thì nó sẽ lên khác nhau, nhưng mà ở trên da mình khi các bạn xịt An Nêm ra, các bạn nhận thấy một cái tông mùi fruity ở đây. Fruity ở đây thì nó làm khá là đặc biệt, có nghĩa là mình ngửi ban đầu ấy thì mình ngửi có cảm giác là ra cái mùi hơi kiểu kẹo me một tí, nhưng mà kẹo me đấy nó tươi chứ nó không bị kiểu khô và cứng như là ở những cái viên kẹo me mình hay ăn. Nhưng mà cái nét chua ở đây nó khá là nhẹ nhàng, nó thanh. Và thực sự khi mà mới xịt ra nữa ấy, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái nét xanh. Thế là cảm nhận của mình ở trên da mình, nó có một cái nét xanh này, một cái nét hơi chát nhẹ, nó như kiểu là các bạn ngửi những cái cành cây mà vừa được tỉa ấy. Đấy, nó đúng cái nét như vậy, nhưng mà cái nét ngọt thì nó vẫn thoảng về sau. Và khoảng tầm 10 phút thì cái nét ngọt và cái nét chua thanh này nó lên khá là rõ, nó lên cực kỳ rõ và nó đẩy cái độ hút mũi của cái mùi hương này lên cực kỳ nhiều. Và ở cái khoảng tầm nửa tiếng sau khi xịt thì các bạn nhận thấy một cái mùi hoa cùng với một chút hơi phấn, mình nghĩ là của Orris, chắc là như vậy, và của Violet nữa, một cái nét như vậy. Nhưng cái điều hay ở An Nêm đó là cái mùi hương này nó chỉ tồn cái cảm giác mà ở giữa ấy, cái mùi hoa xuất hiện ấy, nó chỉ được khoảng tầm 2 tiếng và sau rồi nó lại quay trở lại cái giai đoạn ban đầu, có nghĩa là một cái mùi ngọt, chua và thanh nó lại xuất hiện. Và cái mùi hương nó cứ như vậy nó sẽ nhẹ dần, nó không phải là một cái dốc nhảy mà nó trở thành một cái vòng lặp tròn nhảy. Thì đó là một cái điều mình rất thích ở An Nêm. Nhưng mà khi mà mình hỏi thằng cu em mình, có nghĩa là chủ của chai nước hoa này, thì mình có hỏi rằng là ê, An Nêm ở trên da chú như nào, thì nó lại bảo là An Nêm ở trên da em lên khá chua, không xanh, và sau rồi lên một chút hoa và xạ phấn. Thì mình có hỏi rằng là ồ thế à, trên da chú nó cứ ảo ảo nhỉ, da anh nó cũng khác. Thì mình cũng có thể hiểu được một phần nào tại sao lý do mà nhà sản xuất không đặt tên cho An Nêm, nó nghĩa là nó muốn mỗi người có một cái cảm nhận khác nhau, có một cái để có thể đưa ra được cái tên riêng để các bạn dán vào đây. Thì thấy là một cái đặc điểm mà mình nghĩ là cũng xứng đáng sử dụng làm signature scent. Mùi này thì mình nghĩ rằng là không có quá nhiều các bạn nữ sử dụng đâu. Em này thì mình cảm nhận nó là unisex, nhưng mà cả nam lẫn nữ thì có thể sử dụng được, và sẽ có phần hơi nghiêng nữ một tí, nó tầm 60% là nữ. Nhưng các bạn nam kiểu nhẹ nhàng hay là những ngày hè các bạn mặc những chiếc sơ mi hay là những chiếc quần âu màu trắng sáng màu ấy, các bạn mặc với phong cách kiểu nhã nhặn ấy, kiểu lịch sự ấy, thì các bạn vẫn có thể xịt được cái mùi hương này. Với em này thì nếu như bạn nữ nào mà thích một cái mùi, thứ nhất là nhẹ nhàng, nó vừa phải, em này thì nó lưu ở trên da, nó đúng kiểu skin scent, nghĩa là xịt theo tầm nửa tiếng rồi nó bám chặt vào da, và nó gần như là nó cái độ tỏa hương thì nó chỉ tầm nửa cánh tay, tầm tầm này thôi. Nó quay đầu các bạn phải đưa lên ngửi, hoặc là các bạn kiểu đưa qua ai để người ta kiểu lướt qua bạn thì mới có thể ngửi thấy. Và cái độ lưu hương của nó thì nó cũng khá hạn chế, nó rơi vào tầm 6 đến 7 tiếng. Đó, nên là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương nhẹ nhàng, đúng cái vibe kiểu nhẹ nhàng vừa phải, không như kiểu là mình đang xịt nước hoa, nhưng mà mình thực sự đang xịt nước hoa, thì các bạn mua An Nêm, một chai nước hoa rất đáng để mua, từ phần ngoại hình đến cái thiết kế đến cái ý tưởng và đến cái phần mùi hương. Và hy vọng là nếu như ai mua thì có thể đặt tên và có thể chia sẻ tên của các bạn ở phía ở dưới cho mình, sẽ ở dưới phần bình luận cho mình xem nha. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ với các bạn những chai nước hoa để sử dụng làm signature scent rất đặc biệt. Và nếu như bạn nào đang có chai nước hoa này thì hãy bình luận xem là ai đó ngửi mùi hương của bạn, người ta có tò mò hay không, và nếu như bạn chưa có thì bạn hãy thử những cái mùi hương này xem. Nó hơi khó kiếm một tí, nhưng mà những cái thứ khó kiếm nó mới giá trị, đúng không? Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn lại, và đừng quên like, share và bấm nút chuông theo dõi nha.